ở trên video của hội câu lạc bộ đội nhóm năm thành phố Bến Tre năm 2010, đội thanh niên tình nguyện từ 4 ngũ quân trên bài một thiên năng khiếu của mình như sau: các lứa tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ sáng tác truyền dân trình bày toàn đội